Xin chào, lại là Trang đây, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề: lê chim đường phèn trị ho bổ phế. Nếu như bạn quan tâm thì Trang có 4 phần chính xoay quanh để giúp ích cho chúng ta hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Phần đầu tiên, lê có tác dụng gì đối với sức khỏe? Thì cũng như Trang đã giới thiệu ngay ở cái phần đầu tiên, đó chính là lê chim đường phèn, chúng ta chích cách thủy đó, thì nó sẽ có cái tác dụng là giúp cho mọi người giảm ho, bổ phế, và cụ thể như thế nào sẽ điểm danh cùng với Trang ha. Thì đây là quả lê này cả nhà ha, người ta gọi là lê đường hay sao á, Trang cũng không rành về cái tên nữa. Thì trong đông y, quả lê nó có vị ngọt, tính mát, hơi chua thôi mọi người ha, cho nên nó sẽ có tác dụng đó chính là thanh nhiệt, giải khát, nhuận phế, giảm ho, lông đờm, cũng như là nó sẽ giúp cho mọi người hỗ trợ những cái vấn đề khác ở cái đường hô hấp rất là tốt. Và cụ thể thì người ta sử dụng trong những cái trường hợp như là bị nhiệt trong người nè, chúng ta cảm thấy là người hay bị nóng trong đó, là nóng do nhiệt, hoặc là bạn bị sốt do bệnh phổi, bạn bị ho khan, ho có đờm, bị viêm họng, khản tiếng, hay là bị viêm phế quản, vân vân, thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt mọi người ha. Ngoài ra thì đây cũng là một trong những cái cách để cho chúng ta sử dụng để tăng cường cái sức đề kháng cho cơ thể, bởi vì trong quả lê rất giàu những vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, nó cần thiết cho cái hệ thống miễn dịch của mình nâng cao cái sức khỏe lên, hạn chế được những cái bệnh cảm cúm nữa các bạn ha. Thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì các chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp làn da đó, thì chúng ta có thể là chưng yến nè, cùng với chưng trong cái quả lê đó mọi người ha, thêm một xíu kỷ tử, táo tàu và đông trùng hạ thảo nữa, thì nó sẽ mang đến cái việc là dưỡng nhan rất là tốt. Thì đó là những cái tác dụng của lê chưng đường phèn. Và thông thường thì người ta sẽ sử dụng lê chưng đường phèn để giảm ho và bổ phế, có thể là bổ phổi cho chúng ta đó. Thì đó là những cái tác dụng của lê chưng đường phèn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, cách làm lê chưng đường phèn đơn giản nhất. Để thực hiện lê chưng đường phèn thì rất đơn giản cả nhà ha. Chúng ta cần có một quả lê và có đường phèn. Đây là đường phèn. Lê chúng ta sẽ mua những cái loại quả nào không có bị dập nát, cũng như là không có bị dấu hiệu hư hỏng, thì bạn sẽ mua một quả lê về chúng ta rửa thật sạch. Ở đây là Trang rửa sạch rồi nè. Rồi bạn sẽ cắt một cái phần ở trên cái cuống của nó nè, chúng ta để lại ha. Rồi bạn dùng cái muỗng nè, hồi nãy là Trang dùng cái phần chén của cái muỗng nè, Trang nạo một phần ruột ở bên trong thôi, bỏ một xíu cái phần lõi thôi mọi người nha. Cái phần mà khi mà chúng ta chẻ ra đó, nó có cái màu nâu đậm hơn đó, và nó có cái hạt đó, thì chúng ta sẽ bỏ một phần đó thôi. Rồi bạn sẽ cân 20g đường phèn để chúng ta cho vào cái quả lê. Thì Trang sẽ cân thử 20g đường phèn có bao nhiêu cả nhà ha. Nè, Trang lấy một muỗng canh này ha, 20g luôn cả nhà, có nghĩa là lấy một muỗng đầy dung như thế này là 20g nè, hay quá. Đó, chúng ta lấy một cái muỗng như thế này,
cái muỗng canh đó cả nhà, cái muỗng ăn cơm của mình đó, là lấy một muỗng đầy dung nhân là 20g, đúng 20g luôn, rất là hay. Rồi vậy chỉ cần cho cái đường phèn này vào bên trong cái lõi của trái lê thôi. Rồi chúng ta sẽ đậy cái phần nắp mà cái cuốn hồi nãy chúng ta cắt ra đó, bạn đậy lại. Còn nếu như mà chúng ta đậy không được thì chúng ta cũng để cái phần đó vô chúng ta hấp luôn. Hấp cách thủy trong vòng 20 phút. Hoặc là bạn có thể hấp tới 30 phút ha, đến khi mà trái lê của chúng ta nó mềm và đường phèn bên trong nó tan ra hết là được cả nhà ha. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có được cái món lê chưng đường phèn để giảm ho, bổ phế. 20g đường phèn của Trang đó. Thì Trang đã chưng cách thủy xong rồi nè. Cả nhà thấy còn khói nghi ngút không? Rồi bây giờ Trang sẽ lấy ra. Đây là lê chưng đường phèn của Trang làm xong rồi đây. Hồi nãy là Trang cái phần cuốn ở trên nè. Nóng quá. Cái phần cuốn ở trên, cái phần nắp ở trên nè, tại Trang đậy lại không được. Trang đậy lại được nhưng mà Trang không có. Nóng quá. Nè, nó đậy lại là nó như thế này nè cả nhà. Bởi vì do cái nồi hấp của Trang nó nhỏ đó, cho nên là Trang đậy xong rồi cái nó bị trơm cái nắp, cho nên là phải để xem bên hông. Đó, mọi người cắt ra như thế này nè, xong rồi chúng ta đậy lại rồi chúng ta đem đi chưng cách thủy thôi. Thì đây là món lê chưng đường phèn của Trang. Còn nếu như chúng ta không muốn chưng nguyên trái như thế này đó, thì bạn có thể rửa sạch quả lê xong rồi chúng ta cắt thành những cái lát nhỏ đó, cái lát mỏng. Rồi chúng ta cho vào một cái thố hấp như thế này nè. Rồi chúng ta rải 20g đường phèn lên. Xong rồi bạn sẽ tẩy cái nắp này lại. Rồi bạn mang đi chưng cách thủy thôi. Cũng được các bạn ha. Còn nếu như không thì chúng ta sẽ làm nguyên trái như trên gì cũng được. Thì đó là cái cách làm lê chưng đường phèn đơn giản nhất. Có nhiều người thì còn cho thêm một xíu lát gừng vào để giảm bớt cái tính hàn của lê cũng được. Hoặc là bạn muốn tăng cường cái sức đề kháng của mình lên, bạn cho thêm 5 hạt kỷ tử và thêm 2 quả táo tàu vào sắc lát ra cũng được luôn các bạn ha. Thì đó là khi mà chúng ta phối hợp thêm những cái vị thuốc thôi, những cái loại dược liệu. Ở đây là Trang làm đơn thuần, chỉ là lê chưng đường phèn thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3, cách sử dụng lê chưng đường phèn tốt nhất. Sau khi mà chúng ta đã chưng xong như thế này thì bạn sẽ được cái thành phẩm là lê chưng đường phèn. Cái miếng lê của chúng ta bắt đầu nó mềm ra luôn đó cả nhà. Đó, đây là thành phẩm của Trang nè. Lê chưng đường phèn thì cách sử dụng tốt nhất đó là đối với những cái trường hợp bị ho, khản tiếng, viêm họng hay là ho có đờm luôn cả nhà ha. Hoặc là viêm phế quản thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lê chưng đường phèn. Chúng ta chưng một trái như thế này nè, rồi bạn sử dụng 2 đến 3 lần trong một ngày, và bạn sử dụng liên tục từ 3 đến 5 ngày thì cái tình trạng ho, viêm nó sẽ hết các bạn ha. Nó sẽ cải thiện rất là tốt cho mình luôn. Thì đó là cái cách dùng. Bạn có thể uống trước ăn hay là sau ăn đều được hết. Thông thường thì chúng ta sẽ uống trước bữa ăn mọi người ha. Uống trước ăn 15-30 phút đó. Để khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta nhắm từ từ để cho nó sát khuẩn cái đường hô hấp của mình nè. Và nó sẽ giảm viêm và nó giảm ho cho bạn. Nhưng mà nhớ rằng là lê chưng đường phèn thì chỉ mang đến cái hiệu quả giảm ho trong những cái trường hợp bạn ho khan, ho có đờm thôi, chứ không phải là ho do nhiễm khuẩn bạn ha. Nếu như bạn ho mà bị nhiễm khuẩn nữa thì phải sử dụng kháng sinh rồi. Lúc này thì chúng ta phải đi thăm khám để các bác sĩ kê đơn cho mình để sử dụng nó tốt hơn, nó an toàn hơn. Và nhớ là khi mà bị ho, bị viêm họng rồi đó, chúng ta phải giữ ấm cho cơ thể nè.
ăn những thức ăn lỏng, dễ nuốt, giàu chất dinh dưỡng. Kèm theo đó là chúng ta uống nước ấm, hạn chế uống lạnh ha, để tránh cái trường hợp nó viêm nặng hơn. Hoặc là nước đá bên ngoài người ta làm không hợp vệ sinh đó mọi người ha, uống vào vô tình đưa thêm vi khuẩn vào nữa, thì đem bệnh trong người mà sử dụng thêm nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì chúng ta lưu ý nha. Rồi, thưởng thức lê chim đường phèn cùng với Trang ha. À, đường phèn nó tan ra hết luôn á cả nhà. Các chế lê của chúng ta bắt đầu nó mềm rồi nè. Cái này là chúng ta uống và có thể ăn luôn cái phần trái á. Nó ngọt thanh dễ chịu lắm. Khi uống như vậy đó, cả nhà nuốt chậm chậm từ từ thôi. Thì đây là một trong những cái cách để giúp cho người mọi người bổ phế của mình rất là tốt luôn, tăng cường cái sức khỏe cho phổi của mình lên, cũng như là ngăn ngừa được những cái bệnh cảm cúm, tăng cường sức miễn dịch. Nếu như chúng ta không có bị ho, không có bị bệnh thì bạn mỗi tuần bạn sử dụng một lần cũng được các bạn ha, để tăng cường cái chức năng cho cái phổi của mình. Bởi không khí ngày nay thì nó cũng có nhiều bụi bẩn đó mọi người ha, có bụi đó, nhiều bụi mịn rồi đó. Thì chúng ta sử dụng những cái thực phẩm tốt cho phổi của mình để nâng cao cái sức khỏe của mình lên. Còn cái phần giống như là phần thịt của trái lê này chúng ta hoàn toàn có thể ăn được mọi người ha. Nó mềm ra luôn. Nó mềm ra như thế này mình ăn giống như là ăn khoai lang luộc vậy đó. Nhưng mà khoai lang thì ăn nó có cái tinh bột, cho nên là nó sẽ cảm giác là nó béo béo ngậy ngậy hơn. Còn này chúng ta ăn giống như là luộc lên thôi vậy đó, không có tinh bột. Thì cái cách sử dụng rất là đơn giản như vậy cả nhà ha. Thì lê chân đường phèn này chúng ta nên sử dụng ngày 2 đến 3 lần cho một cái quả lê này, chứ không phải là một lần chúng ta sử dụng hết. Bạn ăn luôn cái phần trái luôn và bạn sử dụng liên tục từ 3 đến 5 ngày để giúp cho bạn giảm ho, lông đờm tốt nhất. Thì đó là cái cách sử dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, những lưu ý cần thiết khi sử dụng lê chân đường phèn. Lê chân đường phèn thì chúng ta thấy rằng nó có cái vị ngọt nhiều hơn đúng không ạ? Do có đường, ở đâu có đường là ở đó có chất ngọt thôi. Khi mà chúng ta chân đường phèn như vậy đó thì nó sẽ tăng cái độ ngọt lên và nó sẽ không phù hợp đối với những người cần kiểm soát cái lượng đường trong máu hay là những bệnh nhân đái tháo đường. Cho nên chúng ta cần lưu ý ha, để chúng ta khi sử dụng đó thì nó sẽ an toàn, nó tốt nhất. Rồi, tiếp đến cái trường hợp là bạn là người thể hèn, có nghĩa là bạn thường xuyên sợ lạnh, tay chân lạnh, hoặc là bạn thích ấm nè, lưỡi rỉu, cái rêu lưỡi cho chúng ta đó nó có màu trắng, là những người thuộc thể hèn thì chúng ta sẽ không sử dụng những cái thực phẩm mang cái tính hèn nữa mọi người nha, để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Những người dị ứng với bất kỳ thành phần nào của lê và đường phèn thì chúng ta cũng không sử dụng được. Rồi, tiếp đó là những người có cái hệ tiêu hóa yếu, có nghĩa là bạn thường xuyên bị lạnh bụng, tiêu chảy thì chúng ta cũng không sử dụng được lê chân đường phèn cả nhà ha. Thì những cái trường hợp đó thì chúng ta cần lưu ý để chúng ta sử dụng nó đạt được hiệu quả tốt hơn. Và lê chân đường phèn thì khi bạn mới bắt đầu ho hay là bạn cảm thấy ngứa cái phần cổ họng đó thì bạn sử dụng liền thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Còn nếu như chúng ta ho lâu rồi, dai dẳng rồi, khi mà chúng ta sử dụng thêm lê chân đường phèn thì nó sẽ bổ trợ một phần nào đó thôi, và bạn phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ nữa, và kết hợp trong một cái chế độ chăm sóc sức khỏe trong cái thời gian bị bệnh nghiêm ngặt thì bạn sẽ nhanh chóng hồi phục. Lê chân đường phèn là một trong những cái thức uống, một trong những cái bài thuốc rất tốt cho những cái trường hợp bị ho, bị viêm họng, hay đơn giản là bạn chỉ cần bổ phế của mình, nhuận phế, bổ phế, hay là làm cho cái máu huyết trong cơ thể của chúng ta tốt hơn thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng mỗi tuần một lần thôi các bạn nha.
Thì cái cách làm cũng rất là đơn giản, chỉ có cái thời gian mà chúng ta chưng cách thủy chúng ta đợi hơi lâu thôi, phải mất khoảng tầm 20 đến 30 phút thì cái quả lê của chúng ta nó mới mềm ra cả nhà ha. Và nhớ là khi uống thì phải uống chậm, từ từ từng chút một. Và cái cách này thì nó sẽ không phù hợp đối với trẻ em dưới 1 tuổi. Các bạn lưu ý và cân nhắc giúp Trang ha. Và Trang hy vọng rằng với những cái kiến thức mà Trang chia sẻ trong video ngày hôm nay đó, một phần nào đó giúp ích cho bạn hiểu hơn về lê chưng đường phèn, giảm ho, bổ phế hay là dụng huyết nó như thế nào đó, để chúng ta tìm hiểu để chúng ta sử dụng một cách tốt hơn và an toàn hơn. Và nếu như bạn yêu thích những cái kiến thức của Trang chia sẻ thì đừng quên để lại một like cho Trang nha. Đừng quên bấm nút đăng ký và bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.